What's up? Xin chào các anh em, chào mừng các anh em quay lại với channel của Bot Gear. Hôm nay mình sẽ cùng review nhanh cho các bạn một con chuột rất là đặc biệt. Thì con chuột này phải nói là mình thấy rất là ấn tượng với nó, với cái giá thành cực kỳ thấp nhưng mà có thiết kế cực kỳ ngon, và cũng như là có một số cái điểm mà rất hiếm khi gặp những con chuột khác. Ok, đó chính là con chuột John Wee. Đây, bộ đôi con chuột John Wee Equipment Master. Đó, các bạn có thể thấy đó, mới nhìn qua trong hộp thì các bạn đã biết đây là con chuột nào, giống giống như một cái con chuột mà rất là nổi tiếng. Đúng rồi, đó là cái con James Donkey mà các bạn có thể, các bạn nếu mà từng xem qua các con chuột mà chuyên bên kia thì chắc chắn cũng sẽ biết cái con đấy. Thôi mình sẽ mở hộp luôn nhé, không có lằng nhằng. Ok, đây thì đây sẽ là một cái video ngắn thôi, video nhanh cho các bạn cùng coi thôi. Đó, nó sẽ là có một cái hộp nhựa như thế này. Và ở phía trong chúng ta sẽ có một cái khay nhựa nữa để con chuột này. À đây, ở trong này sẽ có một cuốn sách hướng dẫn, mà cuốn sách đó thì chẳng có bao giờ sử dụng đến rồi, chúng ta bỏ qua một bên. Đây chính là chú chuột John Wee của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng cái kiểu dáng này rất là quen thuộc, cực kỳ quen thuộc luôn. Đó là kiểu dáng của thằng James Donkey. Nhưng mà con chuột James Donkey thì các bạn biết rồi đấy, con 007 đó thì giá hành của nó rất là mắc, với khoảng tầm hơn 1 triệu. Thì con này giá của nó chỉ có hơn 200 thôi. Vậy nó sẽ có những cái điểm gì đặc biệt? Đầu tiên đó là về cái dây cáp. Dây cáp của nó sẽ được làm màu cam, rất là nổi bật, có cục chống nhiễu này, cũng như là sẽ có luôn cả bọc dù, rất là ngon lành đối với một con chuột tầm giá chỉ có hơn 200 ngàn. Và ở đây nó sẽ có tất cả là tới 7 nút, 2 nút tiến lùi thường thấy và một nút bắn nhanh ở đây. Đó, nút này là nút ấn nhanh. Tuy nhiên thì mình thấy cái nút này để cũng hơi xa, một vị trí khá là xa, cho nên khi mình với lên thì nó sẽ hơi khó chịu. Còn hai cái nút này thì để rất là tận lệ thuận tay, mình bấm nó không có bị vướng. Và cái kiểu dáng của con này là kiểu dáng công đái học, nó sẽ hơi nghiêng về phía một phía bên như thế này. Và ở đây nó sẽ có một cái kê để ngón tay lên, cầm nắm rất là thuận tiện, cầm nó rất là sướng như thế này. Và cái tiếng click của nó cũng khá là to, và tuy nhiên nó sẽ không có phải là quá cứng mà nó khá là mềm, bấm rất là sướng. Ở trên này chúng ta sẽ phải có thêm hai nút nữa để điều chỉnh DPI lên xuống. Và cái con lăn của nó sẽ được làm bằng, cũng là bằng kim loại. Đây này, mình zoom lại cho các bạn coi. Đó, con lăn của nó thì nó sẽ được làm nổi bật bằng một cái lớp kim loại màu bạc. Con này là chắc là bằng nhựa thôi, nhưng mà nó giã kim loại màu bạc lên và lăn rất là êm, rất là nhẹ. Và mặt khác thì con này nó vẫn có led đầy đủ luôn. Đó, tí nữa mình sẽ cắm lên cho các bạn xem. Và cái điểm đặc biệt nhất của con này đó chính là cái đế của nó. Wow, à, mỗi lần mình nhìn cái đế này thì thực sự là mình rất là, nói là rất là ngạc nhiên, vì một cái tầm giá như này mà mình đã có một cái đế, một cái fit chuột bằng kim loại hoàn toàn luôn, và có cả cái fit này cũng bằng kim loại luôn, chứ không phải là dạng như là chỉ có fit, chỉ có cái tấm đế mà không có fit chuột bằng kim loại. Đó, nó là nguyên một miếng kim loại rất là to. Miếng này thì khi mà bạn cầm di chuột trên các cái bề mặt sần hay xám gì, nó đều là rất là mượt mà. Ngoài ra thì con này có led có tất cả là 4 màu, và nó sẽ tùy chỉnh theo mức độ DPI, nó sẽ thay đổi màu khác nhau. Ok, bây giờ mình sẽ thử cắm đèn led cho các bạn coi. Ở đây mình sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản màu đen và phiên bản màu trắng. À, mình nói luôn sơ qua một cái con màu trắng một chút, thì con màu trắng nó có khác biệt, đó là cái đế của nó sẽ bằng màu màng đồng, và cái nút của nó cũng màu đồng hết, nhìn rất là nổi bật. Cả con lăng thì nó cũng màu vàng luôn, màu vàng kim loại luôn, nhìn cực kỳ nổi bật hơn cả cái con màu đen này. Con màu đen này thì nó là phối hợp giữa màu đen bạc và màu đen tuyền, và cái lớp trên của nó nhựa sẽ là hai đều là nhựa bóng hết, cho nên các bạn yên tâm là nó sẽ không bị bám mồ hôi hay là bám bẩn đấy, cầm rất là thoải mái. Thì cái này là dùng công đá học nên nó sẽ là thuận cho bên tay phải nhé các bạn. Ok, để mình tắt đèn đi. Sau khi mình đã cắm hai con chuột này vào trong bàn phím máy tính thì các bạn có thể thấy là cái đèn led của nó tỏa sáng ra khá là đẹp, và nó sẽ tự động thay đổi theo 4 màu. Đó, có màu tím, màu hồng, màu xanh. Nó sẽ tự thay đổi, và khi mình đổi DPI này nó cũng sẽ thay đổi màu. Ví dụ như mình ấn lên thì nó sẽ đổi màu, và sau đó nó sẽ quay lại trạng thái đó là đổi màu theo từng 4 màu khác nhau.
Đặc biệt là cái con này nó cũng sẽ có sáng ở cái khúc trên này theo cái đường giống như con diêm đình kỳ vậy, nhìn khá là đẹp, tỏa sáng ra các nơi. Đấy, con này có DPI 42.400 nha các bạn, 2.400, và cái độ nhạy của nó cũng khá là tốt. Nếu mà dùng để chơi game bình thường thì có lẽ là con này là con một trong những cái con chuột đẹp nhất và có hiệu năng tốt nhất, tại vì nó có tới 7 nút hỗ trợ gaming, quá là tuyệt vời. Ngoài ra thì hiệu năng con này khá là tốt, nếu mình chơi game thì tác vụ xử lý rất là nhanh và độ này cũng cao, cho nên là các bạn yên tâm. Rồi, ok, tới đây mình xin chào tạm biệt các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe giúp mình, nhớ nhấn chuông để theo dõi thêm những cái clip mới của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.